Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, mối tình bi thương liên quan đến hai triều đại Lý và Trần. Theo dõi kênh Chú Đọc Truyện trên Lotus để xem được video sớm nhất nhé. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu chuyện nào. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Lý Chiêu Hoàng sinh năm Mậu Dần năm 1218 là con gái vua Lý Huệ Tông và hoàng hậu Trần Thị Dung. Khi bà chào đời, nhà Lý năm 1110 đến năm 1225 đã rơi vào thời kỳ suy tàn. Lý Huệ Tông vào cuối đời thường hay rượu chè, lâm bệnh gần như điên loạn, không thể càng đáng nổi việc triều chính. Tháng 10 năm Giáp Thân năm 1224, điện tiền chỉ huy sứ Trần thủ độ là anh họ Trần Thị Dung, người nắm quyền lực lớn nhất trong triều đình thời bấy giờ, đã buộc vua xung chiếu, lập triều thánh làm hoàng thái tử, nhường ngôi cho cô công chúa mới 6 tuổi. Từ đây sóng gió đã phủ lên cuộc đời vị nữ hoàng nhỏ tuổi này. Năm 1225, Trần Thủ Độ dàn xếp cho cháu của mình là Trần Cảnh, vua Trần Thái Tông sau này, vào cung hầu hạ Chiêu Hoàng. Trần Cảnh được Chiêu Hoàng gần gũi, yêu mến hay trêu đùa. Trần Thủ Độ lấy dịp đó dựng nên cuộc hôn nhân giữa Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh, rồi chuyển giao triều chính bằng cách để Lý Chiêu Hoàng nhường, thực chất là ép ngôi cho chồng. Không làm hoàng đế, bà an phận làm hoàng hậu của Trần Cảnh, Chiêu Thánh Hoàng hậu. Năm 14 tuổi, Chiêu Thánh sinh cho Thái Tông một hoàng tử, nhưng không may chết yểu. Từ đó về sau, Chiêu Thánh đau ốm liên miên, không thể sinh đẻ gì. Tuy vậy, sử sách viết rằng Trần Thái Tông vẫn một mực yêu thương bà. Nhưng sóng gió lại ập đến, lần này người gây ra cho họ bất hạnh không ai khác là Trần Thủ Độ và Trần Thị Dung, mẹ ruột của Chiêu Thánh. Nói một chút về Trần Thị Dung, bà là vợ của Lý Huệ Tông, hoàng hậu cuối cùng của Chiêu Lý, nhưng lại là em họ hàng xa với Trần Thủ Độ. Sau khi Chiêu Hoàng nhường ngôi cho Trần Cảnh, bà lấy Trần Thủ Độ trở thành công chúa thiên cực. Với nhà Trần thì bà luôn hết lòng, nhưng đối với nhà Lý, kể cả hai đứa con gái ruột của chính mình, bà lại quá tàn nhẫn. Lo sợ Triều Thánh không sinh nở được và dẫn đến sự sụp đổ của nhà Trần, Trần Thủ Độ và Trần Địa Dung bàng bạc yêu cầu Trần Thái Tông phế hoàng hậu, lấy Thuận Thiên công chúa đang mang thai 3 tháng, chị gái của Triều Thánh và cũng là chị dâu của Thái Tông. Anh trai của Thái Tông là Trần Liễu, chồng của Thuận Thiên. Bỏ vợ, cướp chị dâu, ở đâu ra cái đạo hoang đường như vậy? Là vua một nước, hơn ai hết, Trần Thái Tông phải là gương của dân chúng. Đừng nói là trái đạo, việc vô luân ấy xưa nay là điều cấm kỵ của đế vương. Trần Cảnh bỏ kinh thành lên chùa Phù Vân ở Quảng Yên. Trần Thủ Độ đem quân theo vua, vừa dỗ dành vừa gây ra sức ép. Trần Thủ Độ cho quân lính phá rừng, phá núi, bảo rằng vua ở đâu thì kinh đô ở đó. Nay vua không về, ta sẽ xây dựng kinh đô ở nơi đây. Các sư thầy sợ quá, phải khuyên vua trở về, không thì chùa chiền núi non bị san bằng. Trong lúc đó, Trần Liễu làm loạn để trả thù việc bị cướp vợ, nhưng cuối cùng bị Trần Thủ Độ đánh dẹp. Cùng đường đến mức phải làm giả người đánh cá chèo thuyền vua đi qua để cầu xin cứu mạng. Vua thương anh, thấy lỗi cũng ở phần mình nên đứng ra bảo vệ. Trần Thủ Độ tha tội nhưng giết toàn bộ quân lính của Trần Liễu. Không còn cách nào khác, cuối cùng Trần Thái Tông cũng trở về, phế bỏ Chiêu Thánh, lập công chúa Thuận Thiên làm hoàng hậu. Chiêu Thánh công chúa lúc đó mới 20 tuổi. Lịch sử chép về Chiêu Thánh không nhiều, dường như bà hoàn toàn bị lãng quên đến chết nếu không có sự kiện tiếp theo xảy ra. Năm 1258, sau kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ nhất, vua Trần Thái Tông lại đem Chiêu Thánh gả cho Lê Phụ Trần, vốn là Lê Tần. Đem vợ cũ gả cho bầy tôi, dần dần oán Thái Tông rất nhiều. Trách người quân tử bạc tình, chơi hoa rồi lại bẻ cành bán dao. Trần Thái Tông làm việc này có lẽ có hai lý do, ban thưởng cho Lê Phụ Trần và muốn Chiêu Thánh hạnh phúc. Về lý do đầu tiên thì không cần bàn cãi, còn lý do thứ hai tại sao nói là như vậy? Bởi vì Lê Phụ Trần có thể coi như người mà Thái Tông hết sức tin tưởng, Chiêu Thánh lại là người mà Thái Tông mắc nợ rất nhiều. Có thể Thái Tông gả Chiêu Thánh cho Phụ Trần là muốn bà hạnh phúc. Ông tin là Lê Phụ Trần sẽ không bạc đãi bà như ông. Chiêu Thánh lấy Lê Phụ Trần sinh được hai người con, một nam, một nữ. Có lẽ đây là niềm an ủi cuối cùng cho số phận bất hạnh của bà. Con trai là thượng vị hầu tông, con nghiên cứu cho rằng người này là danh tướng Trần Bình Trọng nổi tiếng với câu nói: ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Còn con gái của bà là Ứng Thụy công chúa Khuê. Năm 1277, Trần Thái Tông qua đời, một năm sau Chiêu Thánh công chúa mất. Bà lúc đó đã 61 tuổi, qua đời ở Bắc Ninh, ra đi không rõ nguyên nhân, dân gian truyền miệng bà trầm mình xuống sông tự vẫn.
cuộc đời của Lý Chiêu Hoàng có thể nói phải hứng chịu nhiều đau đớn và cay đắng khi từ hoàng đế xuống làm hoàng hậu rồi công chúa, sau đó lại bị chồng cũ gả cho tướng quân triều Trần. Nhưng không chỉ vậy, bà còn phải gánh trên lưng cái tiếng để cơ nghiệp hơn 200 năm nhà Lý rơi vào tay con nhà thuyền trài, nhà Trần. Kỳ thực, sự việc chuyển giao quyền lực này cũng đã được tiên đoán từ trước qua một bài thơ sấm cổ xuất hiện khi cây gạo làng Diên Uẩn bị sét đánh nhưng không chết và thời trước khi Lý Công Uẩn lên ngôi lập ra nhà Lý. Thụ căn diều diều, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mục lạc, thập bát tử thành, đông a nhập địa, mộc dị tái sinh, chấn cung kiến nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình. Bài thơ được người đời sau căn nghĩa như sau. Câu 3, chữ hòa, cộng chữ đao, cộng chữ mộc, ghép lại thành chữ lê. Câu 3 tiên đoán, nghĩa cây đổ, nhà tiền lê mất. Câu 4, chữ thập, cộng chữ bát, cộng chữ tử, ghép lại thành chữ lý. Câu 4 tiên đoán, nhà lý thay nhà lê. Câu 5, chữ đông ghép với chữ A, thành chữ trần. Câu 5 tiên đoán, họ Trần vào nước Việt làm vua. Nội dung giải nghĩa đã phần nào dự báo trước cho người đời sau về việc nhà Trần sẽ là triều đại tiếp nối sau nhà Lý. Nếu đó là sự thực thì phải chăng đã là thiên ý? Có câu nói rằng trời muốn biến thì không ai cản nổi. Vậy một Lý Chiêu Hoàng nhỏ bé liệu có thể thay đổi vận mệnh đã được định sẵn? Bạn nghĩ gì về cuộc đời chìm nổi của Lý Chiêu Hoàng? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Và đừng quên like, subscribe và follow các kênh của Chu Đọc Truyện ở trên Lotus, Facebook và YouTube nhé. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại ở video tiếp theo với giọng đọc của Chú Đọc Truyện.